Đoạn clip ghi lại cảnh nhiếp ảnh gia Sanero gặp gỡ con bạc tuột nhỏ ngoài khơi biển Oahu, Hawaii hồi tháng trước. Con vật vô tình chui hẳn vào trong miệng của Sanero lúc nào không hay. Xúc tu của nó còn ngoa ngửi trên đôi môi của chàng trai. Sanero bắt đầu quay lại cảnh tượng hiếm có này. Anh chàng tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với tình huống khó tin. Cuối cùng thì con bạc tuột cũng chui ra khỏi miệng của Sanero. Bị bạc tuột chui nhầm vào miệng, chàng trai có phản ứng không ngờ và diễn biến hồi hộp vào những giây cuối. Ảnh cắt từ clip. Tôi lo là nó hút quá mạnh và có thể làm tổn thương vùng da nhạy cảm trong miệng, nhưng thực tế thì nó rất nhẹ nhàng. Nó bò trong miệng tôi vài giây, nhiếp ảnh gia chia sẻ. Trong khi đó, dân mạng tỏ ra kinh ngạc, thậm chí sợ hãi với cảnh tượng này. Tôi nín thở theo dõi cho đến khi con vật bò ra khỏi miệng anh ta. Sợ quá đi mất, một tài khoản bình luận. Chưa nói đến việc nguy hiểm hay không, việc con bạc tuột ngoa ngửi trong miệng cũng đủ khiến tôi muốn nôn ra rồi, một người khác bày tỏ.